Xin chào tất cả mọi người, hôm nay Vlog Minh Hải làm một cái chương trình để chúng ta nhìn lại cái kế hoạch nhân sự của huấn luyện viên Park Hang-seo, sự thử thách của thầy ở một vài những vị trí mới. Đặc biệt là trong suốt giai đoạn vừa rồi thì mình nhận được rất là nhiều những câu hỏi của các bạn xoay quanh vấn đề nhân sự. Ví dụ như là Công Phượng đang bận việc gia đình, ai sẽ là người thay thế Công Phượng ở đội tuyển quốc gia? Rồi Đoàn Văn Hậu chưa có buổi tập chung nào với các đồng đội, vậy nếu như Đoàn Văn Hậu không thể ra sân, ai sẽ là người thay thế? Và một câu hỏi nữa là cơ hội nào dành cho các tân binh, đặc biệt là những người lần đầu tiên được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi lên đội tuyển. Thì hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau. Thực ra là những cái câu hỏi chúng ta vừa đặt ra nó có một cái mối quan hệ tương hỗ với nhau khá là chặt chẽ. Đầu tiên thì chúng ta phải khẳng định Đoàn Văn Hậu bây giờ đang bị chấn thương, vẫn đi tập tễnh và vẫn được khuyến cáo là nghỉ từ 5 đến 7 ngày nữa. Mình nghĩ là cái khả năng để Đoàn Văn Hậu thi đấu trong trận đấu với Ả Rập Saudi và trận đấu với Australia vào ngày 7 tháng 9 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình của chúng ta gần như là không còn, thậm chí là còn rất nhỏ. Bây giờ đang có rất nhiều những ý kiến là nên để cho Đoàn Văn Hậu trở về câu lạc bộ để bạn đấy tập luyện, hồi phục. Đừng gieo vào lòng bạn đấy sự kỳ vọng, đừng làm cho bạn đấy khát khao và đừng làm cho bạn đấy vì cái sự máu lửa, vì cái sự nhiệt huyết của mình mà quên đi cái chấn thương. Điều này là điều rất nguy hiểm. Và trong lịch sử bóng đá Việt Nam, đặc biệt là các bác sĩ thì cũng đã nhìn ra rất nhiều những trường hợp mà các cầu thủ vì máu lửa quá, vì mong muốn ra sân quá, cuối cùng mất đi cả sự nghiệp. Điều này là điều cực kỳ nguy hiểm. Cho nên là khả năng ra sân của Đoàn Văn Hậu là rất thấp và chắc chắn huấn luyện viên Park Hang-seo phải có người thay thế. Thứ hai là trường hợp của Nguyễn Công Phượng. Nguyễn Công Phượng thì không nghi ngờ gì, bạn đấy dù sao đi chăng nữa, kể cả đá chính hay đá dự bị, thì Nguyễn Công Phượng vẫn nắm giữ trong tay một quân bài cực kỳ chất lượng của thầy Park, với một cái khả năng tạo đột biến, cái khả năng khoan phá, vừa là tạo cơ hội cho đồng đội lập công, vừa tự mình dứt điểm mà qua đó cũng có thể kiếm về được những quả phạt. Mà từ những quả phạt đấy thì những chân sút của chúng ta hoàn toàn có thể tìm được sự sống từ những tình huống bóng chết. Chúng ta phải khẳng định như vậy. Nhưng đến bây giờ chúng ta thấy là vẫn chưa có thông tin liên quan đến vợ của Công Phượng đã sinh hay chưa. Tức là chúng ta tính trong vòng 7 ngày sau khi vợ Công Phượng sinh, coi như là bạn ấy đã chuẩn bị và hoàn thành tất cả một cách hòm hòm những cái trách nhiệm đối với gia đình thì bạn ấy mới khỏi lên được. Thì ngày hôm nay đã là ngày 14 mất rồi, đúng không ạ? 7 ngày nữa, tức là nếu mà chúng ta tính thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 21. Như vậy là khoảng thời gian mình nghĩ là không đủ để cho Nguyễn Công Phượng có thể lấy lại được thể lực cũng như khôi phục lại phong độ. Thành ra là bây giờ chúng ta có thể đưa ra được một cái kết luận sơ bộ là Công Phượng và Đoàn Văn Hậu khả năng cao là không thể thi đấu được trong trận gặp Ả Rập Saudi. Chắc chắn phải có người thay thế. Vậy người thay thế hiện nay là những ai và các tân binh nào là những người mà đang được huấn luyện viên Park Hang-seo lựa chọn? Đầu tiên mình phải nói là cái vị trí hậu vệ biên trái. Văn Thanh đã từng được thử ở đó, Trọng Hoàng đã từng được thử ở đó, Hồ Tuấn Tài đã từng được thử ở đó, nhưng mà tất cả đều chưa cho một cái kết quả đủ tốt. Chúng ta thấy là huấn luyện viên Park Hang-seo thì có triệu tập một cầu thủ nữa là Trương Văn Thiết, một người cũng đã ở vị trí hậu vệ trái rồi trong đội hình vô địch của Viettel năm 2020, và bạn đấy cũng có thể đá vị trí trung vệ lệch trái. Nhưng mà hiện nay trong sơ đồ của thầy Park, cầu thủ Trương Văn Thiết lại được thử thách ấy là ở vị trí trung vệ lệch phải. Đây là điều mà mình cũng đang hơi hơi có một chút gì đấy kiểu rất là băn khoăn. Và thực sự mình đầu tiên mình nghĩ là Trương Văn Thiết lên là để thử nghiệm vào vị trí hậu vệ biên trái, và thực tế là bạn đấy cũng sẽ được thử ở vị trí hậu vệ biên trái. Nhưng mà trong cái sơ đồ mà chúng ta nhìn thấy thì Trương Văn Thiết lại đang được bố trí ở vị trí là trung vệ lệch phải. Đấy. Thì hiện nay nói thật là huấn luyện viên Park Hang-seo đã tính toán rồi là sẽ có thêm Trương Văn Thiết để thử thách ở vị trí hậu vệ biên trái. Nhưng mà một trong số những cầu thủ quan trọng nhất mình cho là có khả năng để thay thế vị trí của Đoàn Văn Hậu, đó là Lê Văn Xuân, một đồng đội của Đoàn Văn Hậu và cũng là người thay thế Đoàn Văn Hậu khi Đoàn Văn Hậu bị chấn thương trong màu áo của câu lạc bộ Hà Nội. Mình có nhìn thấy cái sơ đồ của huấn luyện viên Park Hang-seo bố trí các vị trí thì Lê Văn Xuân đã được kéo sang để thử nghiệm ở vị trí hậu vệ biên trái. Và chắc chắn đây sẽ là một trong những cầu thủ được cho là có tiềm năng để chen chân vào đội hình chính trong trường hợp Đoàn Văn Hậu không thể thi đấu. Mình nghĩ là đây có lẽ là một trong những tân binh mà có được cơ hội, mặc dù là chúng ta biết là
Lê Văn Xuân thì cũng là một cầu thủ, vốn là một cầu thủ chạy bên cánh phải. Bạn ấy đá vị trí hậu vệ biên phải và tiền vệ biên phải rất là hay. Nhưng hiện nay huấn luyện viên Park Hang-seo đang tính cho Lê Văn Xuân sang đá ở hậu vệ biên trái. Và hậu vệ biên trái cũng là vị trí mà Lê Văn Xuân đã từng thi đấu ở câu lạc bộ Hà Nội khi mà Đoàn Văn Hậu bị chấn thương. Trong cả mùa 2020, chúng ta thấy là Lê Văn Xuân đã thi đấu tổng cộng là 18 trên tổng số 20 trận ở V-League. Và đến thời điểm này, tức là giải vô địch quốc gia của chúng ta đã trải qua được 12 vòng, thì Lê Văn Xuân cũng đã thi đấu đến 9 trận và ghi một bàn thắng vào lưới của Than Quảng Ninh. Và Lê Văn Xuân thì nếu mà chúng ta xem thì chúng ta thấy rất là rõ cái thiên hướng tấn công của bạn ấy rất tốt. Nhưng mà đặc biệt Lê Văn Xuân có khả năng lên và về rất nhanh, tốc độ lên về rất nhanh, bạn ấy chơi rất là đa năng. Đấy. Và đặc biệt cái điều mà chúng ta có thể chia sẻ là cái nền tảng thể lực, cái khả năng va chạm của Lê Văn Xuân rất tốt. Cho nên là chúng ta có thể chia sẻ là nếu có một cầu thủ nào đấy có thể chen chân vào được trong đội hình chính ở vòng loại thứ 3 này, thì mình nghĩ là người có cơ hội cao nhất chính là Lê Văn Xuân. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lê Văn Xuân cũng có một cái lợi thế. Đấy là gì? Bạn ấy chơi ở hàng phòng ngự, và hàng phòng ngự đấy thì cũng có rất nhiều những cầu thủ của Hà Nội. Hàng phòng ngự đấy thì ví dụ như là có Đỗ Duy Mạnh này, có Trần Đình Trọng này, có Nguyễn Thành Trung này. Tức là bạn ấy có thể kết hợp với rất nhiều những vị trí khác nhau. Thứ hai nữa là Lê Văn Xuân cũng đã được thầy Park gọi lên đội tuyển rồi. Và cái việc bạn ấy lên đội tuyển, đặc biệt ở vòng loại thứ hai để tập luyện với tất cả những anh lớn ở trong đội hình bây giờ này, thì cũng sẽ giúp cho Lê Văn Xuân cùng một lúc giải quyết được rất nhiều vấn đề. Một là thấu hiểu cái triết lý bóng đá của thầy. Thứ hai là đã được trang bị cái cách, cái ý tưởng chơi bóng và luân chuyển đội hình như thế nào. Và cái thứ ba là tạo được ngôn ngữ chung cùng với các vị trí khác. Chúng ta tưởng tượng Lê Văn Xuân đá bên hành lang cánh trái, khi cần bạn ấy có thể phối hợp ở trên với Quang Hải, đúng không ạ? Và rất là nhiều những anh em khác đến từ câu lạc bộ Hà Nội, nơi mà Lê Văn Xuân đã có 2 mùa giải tập luyện cùng. Tức là nếu mà xét về trong số các tân binh mới được gọi lên trong năm 2021 này, thì mình nghĩ là Lê Văn Xuân là cầu thủ có lẽ là có cơ hội được ra sân nhiều nhất trong số các tân binh. Và mình nghĩ là 2 năm ăn cơm ở V-League, 2 năm chiến đấu ở V-League trong màu áo của câu lạc bộ Hà Nội, thì mình nghĩ là đã là đủ để cho Lê Văn Xuân trưởng thành hơn, ổn định hơn và có thể gánh vác được vị trí mà Đoàn Văn Hậu để lại. Vị trí thứ hai chính là vị trí mà chúng ta nói đến trường hợp của Nguyễn Công Phượng. Thực ra thì Nguyễn Công Phượng ở trong đội hình của huấn luyện viên Park Hang-seo thì vẫn chỉ đóng vai trò là một cầu thủ dự bị thôi. Nhất là khi chúng ta đá với những đối thủ mạnh. Ví dụ như là ở vòng loại thứ 3 này thì mình nghĩ là chắc chắn là Nguyễn Công Phượng sẽ là một trong những cầu thủ quan trọng. Nhưng nếu mà nói trong đội hình chính thì mình nghĩ là chưa chắc. Cho nên là thôi chúng ta cứ gọi là đóng một vai trò khiêm tốn là dự bị. Thì hiện nay đang có những cầu thủ được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi lên để có thể phần nào đó khỏa lấp cái khoảng trống mà Công Phượng để lại. Thì đó chính là Phạm Tuấn Hải. Phạm Tuấn Hải là một cầu thủ mà có thể chơi được tiền đạo lùi đúng ở cái vị trí của Công Phượng, hoặc là tiền vệ trái hoặc tiền đạo trái đúng là cái vị trí của Phan Văn Đức. Chúng ta hãy nói một chút liên quan đến Phạm Tuấn Hải đi. Phạm Tuấn Hải là một cầu thủ không to cao nhưng người rất là dày, rất là khỏe, thi đấu nhiệt huyết. Đặc biệt là bạn đấy có khả năng xử lý trong phạm vi hẹp rất là hay. Và trong 2 mùa gần đây thì Phạm Tuấn Hải cũng đóng vai trò quan trọng trong màu áo của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Mùa 2020 thì bạn đấy ghi được 3 bàn. Và mùa 2021 mặc dù là mới thi đấu có 12 trận thôi, nhưng bạn ấy đã ghi được 4 bàn. Và đều là những bàn thắng rất quan trọng và đẹp vào lưới của những đội bóng rất là mạnh. Ví dụ như là Bình Dương, đặc biệt là bàn thắng vào lưới của câu lạc bộ Hà Nội. Đấy là một cái bàn thắng mà mình nghĩ là đã thay đổi cái tư duy của các tuyển trạch viên ở đội tuyển đối với Phạm Tuấn Hải. Tức là Phạm Tuấn Hải có thể xử lý trong phạm vi hẹp rất là tốt, đá sau tiền đạo cắm rất là hay. Và điều quan trọng ở đây là bạn ấy có thể đá được cả ở vị trí tiền đạo cánh trái. Tức là Phạm Tuấn Hải có khả năng sẽ cùng một lúc có thể thay thế được những cầu thủ. Một là Nguyễn Công Phượng, hai là Phan Văn Đức, thậm chí là có thể đá sang cả hành lang cánh phải nữa. Và mình nghĩ là Phạm Tuấn Hải hiện nay đang là một cầu thủ triển vọng. Thầy Park cũng đã rất là nhiều lần nhắc đến cái tên Phạm Tuấn Hải rồi. Và đợt này thì thầy gọi lên tập trung. Mình nghĩ là không chỉ là giúp cho Phạm Tuấn Hải có cơ hội được hít thở bầu không khí ở đội tuyển quốc gia, không chỉ là thay thế, là một sự thay thế
cho Nguyễn Công Phượng, hoặc là có thể dự bị cho Phan Văn Đức nếu như trong trường hợp Phan Văn Đức không đạt được cái phong độ cao. Bởi vì hiện nay chúng ta biết là dọc cái hành lang cánh trái của chúng ta nhìn thì chúng ta thấy ngay Phan Văn Đức ở vòng loại thứ 2 chơi cũng không được tốt lắm so với chính đẳng cấp của bạn ấy. Đấy, và cái vị trí hậu với bên trái nữa thì chúng ta thấy là cả cái dẻo bên trái đấy hiện nay đang là vấn đề. Cho nên là Phạm Tuấn Hải có thể vừa dự bị cho cái vị trí mà Công Phượng để lại, mà vừa có thể sẵn sàng nếu như trong trường hợp Phan Văn Đức không đạt được phong độ cao hoặc gặp vấn đề gì đó. Thì mình nghĩ là với tất cả những cái thông tin mà chúng ta nắm được từ khi mà đội tuyển quốc gia của chúng ta tập trung, thì mình nghĩ là có rất là nhiều những tân binh, có rất là nhiều những cầu thủ cũng đã được chọn mặt gửi vàng. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà chọn ra hai cầu thủ có cơ hội để chen chân vào đội hình để được thi đấu, có thể là dự bị vào sân ở những giây phút cần thiết, hoặc là có thể xuất phát ở đội hình thi đấu, thì cá nhân mình đánh giá Lê Văn Xuân là cầu thủ có cơ hội cao nhất. Trong khi đó thì Phạm Tuấn Hải sẽ là một người tất nhiên là sẽ khó khăn hơn. Và đây chính là cái thời điểm quyết định xem là cái tương lai của các bạn ấy như thế nào. Chúng ta phải nói khẳng định luôn là vì từ bây giờ cho đến tháng 2 thì giải vô địch quốc gia của chúng ta mới trở lại. Cho nên là từng buổi tập, từng ngày tập nó sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng để huấn luyện viên Park Hang-seo chọn ai và bỏ ai. Cho nên là đây là cái giai đoạn mình nghĩ là quyết định với rất nhiều những cầu thủ, kể cả là những cựu binh mà thời gian vừa rồi mất phong độ hoặc là bị chấn thương. Thì cái này là chúng ta phải khẳng định luôn. Và các cầu thủ cũng đã tâm sự là họ rất là mong là sẽ ghi điểm được. Họ rất là mong là sẽ biến cái cơ hội mà thầy trao cho mình trở thành cái cơ hội được ra sân rất nhiều. Và tới đây, thông tin mà mình nhận được thì huấn luyện viên Park Hang-seo sau cái đợt tập trung này, tức là sau khi mà chúng ta thi đấu cái trận Ả Rập Saudi và trận đấu với Australia, thì đội tuyển của chúng ta có thể sẽ gọi thêm rất nhiều những cầu thủ nữa, có thể là thay máu. Khoảng tầm mình thì mình không nắm được chính xác nó là bao nhiêu, nhưng mà trong số 40 cái tên mà Minh Hải nói ngay từ đầu ấy, 40 cái tên trong đội hình mà huấn luyện viên Park Hang-seo được gọi là danh sách dự trù, thì khả năng là sẽ được gọi lên, tức là sẽ còn khoảng tầm từ 7 đến 9 cầu thủ nữa. Đấy, và rất là nhiều những cầu thủ U22 bây giờ sẵn sàng lên đội tuyển. Ví dụ như là vị trí tiền đạo cắm của Lê Xuân Tú, ví dụ như là trường hợp mà tiền vệ công của Nguyễn Hai Long, đấy là những trường hợp hoàn toàn có thể. Và đây chính là thời điểm mà tất cả các cầu thủ từ đội tuyển quốc gia cho đến U22 đều phải cố gắng hết sức, bởi vì không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là cái cơ hội để họ thay đổi cái cơ hội của mình ở đội tuyển quốc gia, cũng là cái cơ hội để cho họ cố gắng làm sao đấy, nếu nắm bắt được, họ có thể lên một cái nấc thang mới trong sự nghiệp của mình, và sẽ không loa nếu chúng ta nói đây là cơ hội đổi đời của các cầu thủ. Và mình thì mình cảm nhận được là anh em ở U22 cũng đang cố gắng hết sức, bên phía ở đội tuyển quốc gia các tân binh cũng phải cố gắng, các cựu binh cũng phải chiến đấu, bởi vì là đây là thời điểm rất là quan trọng. Đấy, và từ bây giờ cho đến tháng 2, mà hết tháng 2 là coi như xong, hết vòng loại mất rồi, đúng không ạ? Cho nên là các cầu thủ bây giờ phải chắt chiu cơ hội, mỗi một buổi ra sân, mỗi một buổi tập là một cơ hội để ghi điểm với thầy. Và chỉ cần có mặt trong cái kế hoạch, kể cả là ngắn hạn của thầy thôi, thì điều đấy có nghĩa là cơ hội sẽ được nối dài thêm. Và đối với mình thì huấn luyện viên Park Hang-seo là một người làm công tác tâm lý cực kỳ tốt. Thầy cũng chia sẻ những cái kế hoạch của mình, thầy cũng nói về những cái đánh giá của mình để tạo thêm động lực cho anh em cầu thủ. Và tới đây thì mình tin chắc là huấn luyện viên Park Hang-seo bằng cách này hay cách khác sẽ thổi một hào gió động lực đi khắp cả đội tuyển quốc gia lẫn ở đội U22. Không chỉ là động lực đâu, đôi khi nó còn cả là áp lực nữa. Và đối với mình thì hiện nay có hai cầu thủ ở đội tuyển Việt Nam hiện nay có thể chen chân được vào sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo để thi đấu các trận đấu tới đây. Một là Lê Văn Xuân và hai là Phạm Tuấn Hải. Còn ở đội U22 thì sẽ có khoảng tầm từ 5 đến 7 người. Đấy, và cũng có thể là gọi những cầu thủ mà không nằm trong hai đội tuyển hiện nay của chúng ta, trong đấy khả năng là có cả Hữu Tuấn. Thì tới đây chúng ta sẽ phải chờ đợi, nhưng mà chắc chắn một điều là huấn luyện viên Park Hang-seo có cách để làm sao đấy truyền tải thông tin cho các cầu thủ biết mình có cơ hội để có động lực mạnh hơn để tập luyện. Đó là một cái điều rất là tuyệt vời, và chắc chắn nó sẽ góp phần giúp cho đội tuyển của chúng ta mạnh hơn
và do đó là cái cơ hội để chúng ta giành được những cái kết quả tốt ở vòng loại thứ 3 sẽ cao hơn. Đó là chia sẻ của Minh Hải. Mình cũng xin được chia sẻ với các bạn thêm một chút nữa liên quan đến Cao Ban Long. Cao Ban Long là một cái sản phẩm mà thực sự luôn với các bạn là mình luôn luôn khuyến khích các bạn là nên tìm hiểu. Cao Ban Long rất là tốt. Các bạn nhớ nhá là nó có chữ Cao Ban Long Siberia. Đây các bạn nhìn thấy chữ Siberia đây. Đây này. Đấy, ok. Ở đây nó rất là đẹp. Đây là một lạng các bạn ạ. Đây là hộp một lạng và có cả một hộp là 50 gram. Hộp một lạng cái này thì nếu mà mình mà ăn là mình phải ăn được khoảng tầm 1 tháng rưỡi. Đấy, chúng ta sẽ cắt ra từng miếng này xong cho vào chai. Mỗi ngày chúng ta lấy một miếng nhỏ ra chúng ta ngậm. Chúng ta cho vào chai xong nhớ để vào tủ lạnh nhá. Nó rất là ngon. Đấy, và thực sự thì cái tác dụng của nó thì chắc là không cần phải nói nhiều. Đây là cái trang dungashop.vn mà các bạn đã quen rồi. Đây Cao Ban Long đây, chúng ta thấy là mua 2 hộp Cao Ban Long 100g thì được tặng một hộp Cao Ban Long 50g. Giá ngày xưa là 2.900.000, bây giờ giảm xuống 2.400.000 mà các bạn còn được tặng thêm một hộp Cao Ban Long là 50g nữa là tương đương với 600.000. Tức là tổng cộng các bạn mua 2 hộp thì các bạn được giảm tận 1.100.000. Và đây các bạn nhìn thấy, các bạn nhớ nhá, nó là Cao Ban Long Siberia. Các bạn nhớ là nó có chữ Siberia nhá. Đó, đây các bạn cắt lát đây. Cách sử dụng thì nó rất là đơn giản. Đây là những tác dụng của Cao Ban Long với sức khỏe này. Mạnh gân xương. Đây. Phòng ngừa và giảm loãng xương. Và cái này rất là tuyệt vời cho những ai có vấn đề liên quan đến cơ xương khớp và sụn. Những người mà bị gãy chân, gãy tay hoặc mẻ sụn hoặc có vấn đề gì đó, bởi vì là nó hỗ trợ cho chúng ta để giải quyết những cái vấn đề liên quan đến cơ xương khớp và sụn. Cải thiện tình trạng sinh lý yếu ở nam giới, có tác dụng bổ thận, tráng dương, sinh tinh, dùng để trị chứng liệt dương, di tinh, giảm ham muốn tình dục và người muốn sinh con. Bồi bổ cho người mới ốm dậy, phụ nữ sau khi sinh, rất là tuyệt vời đúng không? Bảo vệ hệ thần kinh, đây có tác dụng trấn tĩnh an thần, dùng để trị bệnh rối loạn thần kinh, bệnh thần kinh ngoại vi, giảm trạng thái căng thẳng, suy nhược thần kinh, rối loạn thần kinh thực vật rất nhiều. Tốt cho hệ tuần hoàn và hệ tiêu hóa, cái này thì khỏi phải bàn rồi. Chống lão hóa, tăng sức khỏe, tuổi mãn kinh. Đối tượng sử dụng thì rất là nhiều các bạn ạ. Người có dấu hiệu thận hư, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm, tiểu nhiều, mồ hôi trộm. Người bị đau mỏi vai gáy, đau cơ xương khớp, loãng xương, người bị gãy xương. Người khó có con, phụ nữ kinh nguyệt không đều hoặc là bị bế kinh. Người bị suy nhược cơ thể, gầy yếu, suy dinh dưỡng, thường xuyên căng thẳng hoặc bị stress. Người thường xuyên vận động mạnh, luyện tập hoặc chơi thể thao với cường độ cao. Cái này là chúng ta đặc biệt là những người mà ở vào tuổi bắt đầu suy thoái về cơ xương khớp thì phải sử dụng. Trẻ em chậm lớn, gầy yếu, thấp còi hay bị ốm vặt, sức đề kháng yếu. Người già bị suy nhược cơ thể, gầy yếu, kém ăn, thiếu máu hay hoa mắt và chóng mặt ù tai. Đó thì mình đã chia sẻ với các bạn rồi và địa chỉ rất là đơn giản, mình để ở logo đây, dungashop.vn, số điện thoại là 024-77-77-8877. Mình phải nhấn mạnh là Cao Ban Long là một sản phẩm cực kỳ tốt. Ngày xưa chúng ta nói là sâm nhung cao quế thì nhung chính là sừng hiêu. Và đảm bảo luôn với các bạn là nó có sức khỏe cực kỳ tốt cho chúng ta, tăng cường sức đề kháng và giải quyết những cái vấn đề mà mình vừa chia sẻ. Ngoài ra thì các bạn còn có thể mua tỏi kim cương Đông Á, mua VitaShip khẩu trang 3M cũng ở địa chỉ này là dungashop.vn và số điện thoại là 024-77-77-8877. Các bạn mua vào thời điểm này thì chắc chắn là giá thấp nhất trong năm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.